Ở phần 2, chúng ta đã đi qua các bước hoàn thiện bề mặt như đánh bóng và làm các chi tiết đồng, pedal, đặc biệt là làm phím. Trong phần này, chúng ta sẽ tiếp tục với các bước quan trọng để hoàn thiện cái đàn piano và cuối cùng là hoàn thiện cái đàn trước khi đến tay khách hàng. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục quy trình ở phần 3 nhé. Tiếp theo em sẽ dắt chị đến phòng làm máy. Đây, các chị đang làm búa và vệ sinh lại máy, mài lại búa. Thì búa đàn sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị mòn. Cái việc mài búa này giúp cải tạo lại hình dáng cũng như là cái chất lượng âm thanh hơn cho cái đàn. Thực ra mài búa này chỉ là một cái tác động cực kỳ nhỏ trên bề mặt búa thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chất lượng của cái búa. Còn búa nào mà thực sự đã bị mòn, mài mòn quá nhiều rồi, bên em sẽ xem xét và thay mới lại cái búa đó luôn. Ngọc ơi, chị đang thấy là có những cái dây được sơn màu đỏ như vậy á, thì không biết dây này là dây gì với lại chức năng của nó ra sao ha? Cái dây này là dây dịch đó chị. Dây dịch này á, thì cũng được chị đây kiểm tra lại hoàn toàn 88 cái dây dịch của 88 phím. Thì cái dây dịch này xem thử xem nếu mà nó còn tốt hay là đã bị mục đích thì cần phải thay thế bảo trì để đảm bảo được cái độ đàn hồi của phím đàn khi mình đánh xuống. Sau khi các phím đàn đã được vệ sinh và kiểm tra xong thì sẽ được kỹ thuật viên lắp lại vào trong máy. Tiếp theo phần máy cũng sẽ được kỹ thuật viên lắp lại vào trong cái đàn luôn và được kiểm tra lại tỉ mỉ từng con ốc. Hiện tại thì Uyên đang đứng tại phòng căn chỉnh và lên dây. Thì đây là một quy trình khá là quan trọng trong việc tạo nên chất lượng âm thanh của một cây đàn piano cơ. Vậy thì trong quy trình này sẽ có những bước gì? Cùng Uyên đột nhập vào phòng này nhé. Anh ơi, đây là một quy trình khá là quan trọng trong việc tạo nên chất lượng âm thanh đó. Thì cái quá trình căn chỉnh dây như này mình sẽ trải qua những bước như thế nào anh ha? Nếu mà trong quá trình căn chỉnh và lên dây của một cây đàn piano cơ á, thì bước đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra dàn action, dàn máy. Mình sẽ kiểm tra những cái từng búa, coi búa đã gõ vô ba dây chưa, mình sẽ căn chỉnh phần đó lại và mình căn chỉnh cái phần độ sâu, độ cao của phím để cho khách hàng có một cái trải nghiệm là tốt của phím đánh nó sẽ ok hơn. Cái độ nhạy đúng không anh? Đúng rồi, độ nhạy của phím nó sẽ tốt hơn là độ bật lại của búa. Theo em được biết thì sau một thời gian sử dụng thì dây đàn nó sẽ bị xuống. Vậy thì tầm khoảng bao lâu thì mình mới biết được dây đàn xuống anh ha? Thường thì trong vòng 1 năm thì mình sẽ căn chỉnh lên dây 1 hoặc là 2 lần tùy thuộc vô mình sử dụng như thế nào. Nếu mình thường một ngày mình sử dụng trên 2 hoặc 3 tiếng thì khoảng chừng 1 năm mình căn chỉnh chừng tầm 2 lần ha. Khi mà nó bị xuống dây thì âm thanh nó sẽ nghe nó sẽ loãng đi đúng không? Đúng rồi, âm thanh nó sẽ không được tròn tiếng. Thì âm thanh nó kiểu nó bị hơi bị méo, không được thẳng tiếng lắm. Và trước khi đàn mình giao qua cho khách á, thì cái đàn mình sẽ được căn chỉnh hết trơn rồi. Và lên dây ok hoàn thiện hết. Và bên mình vẫn có bảo hành là 10 năm là miễn phí lên dây 2 lần. 10 năm nha mọi người. Và trong quá trình mình sử dụng, nếu mà cảm giác mà thấy âm thanh nó khó chịu hoặc là khó nghe như thế nào đó thì mình có thể liên hệ bên Phụng và mình được hưởng cái chế độ bảo hành miễn phí lên dây của mình và cũng như là những cái căn chỉnh lại máy. Có nghĩa là khi trong quá trình sử dụng các bạn cảm thấy nó dây nó bị xuống thì bên Minh Phụng sẽ hỗ trợ lên dây cho các bạn. Và ngoài ra thì còn được chính sách bảo hành 10 năm nên mọi người hoàn toàn yên tâm về cái giá trị cũng như là chất lượng của sản phẩm ha. Rồi, bây giờ sẽ theo chân Uyên đến với một cái khâu vô cùng quan trọng tiếp theo, đó là khâu lắp ráp đàn. Một lưu ý quan trọng đó là trước khi bàn giao đến khách hàng thì nhạc cụ Minh Phụng sẽ luôn luôn kiểm tra lại âm thanh cái đàn trước khi giao và đóng gói cho khách hàng. Tại thời điểm hiện tại thì khi khách hàng mua đàn piano cơ tại nhạc cụ Minh Phụng sẽ được tặng kèm theo khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ghế tăng đơ và thêm một cái ống sưởi nữa. Khi mà mua hàng ngày hôm nay thì mọi người sẽ được một combo quà tặng rất là to đúng không? Thì vận chuyển thì sao? Ví dụ như chị ở tỉnh xa thì mọi người có hỗ trợ vận chuyển không? Tại thời điểm hiện tại khi khách hàng liên hệ mua đàn piano cơ tại nhà của Minh Phụng sẽ được hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc. Trước khi bên em vận chuyển đến khách hàng thì bên em sẽ bao bọc kỹ càng và những cái góc mà dễ bị va đập á, thì bên em sẽ dùng mút hoặc là cắt tông để ốp sát các góc để tránh va đập khi mà mình vận chuyển tới khách hàng. Còn nếu trong quá trình vận chuyển đến khách hàng rồi mà phát hiện vấn đề chầy trước thì khách hàng liên hệ lại bên em sẽ hỗ trợ khắc phục lại những cái vết xước đó luôn. Nói chung là được quà tặng và miễn phí vận chuyển, cho nên là nếu mọi người mà có nhu cầu thì đừng ngần ngại gì mà sắm ngay cho mình một cái đàn piano cơ ha. Ngày hôm nay thì em đã dẫn chị đi tham quan tổng kho đàn piano cơ của nhà cụ Minh Phụng cũng như là quy trình đầy đủ 14 bước để hoàn thiện làm mới lại một cái đàn, thì chị cảm thấy như thế nào? Thật sự thì ngày hôm nay
Mình cảm thấy rất là ấn tượng với cái quy trình làm đàn từ một cây đàn piano cơ cũ sang một cây đàn piano cơ mới. Nó quá là kỳ công đi mọi người ơi. Nó phải đòi hỏi các anh kỹ thuật viên ở đây kiểu như rất là tỉ mỉ và chi tiết. Ngoài ra thì cả việc chất lượng âm thanh như là căng chỉnh dây đàn đều được những kỹ thuật viên có kinh nghiệm để mà hoàn chỉnh nó. Và để kết thúc chương trình thì mong các bạn hãy cho tụi mình một like, một subscribe để mà mình có nhiều động lực ra video hơn nữa nha. Các bạn có lưu ý thắc mắc gì hãy để comment phía dưới nha. Xin chào. Vậy là chúng ta đã đi hết chặng đường tìm hiểu quy trình bảo dưỡng và nâng cấp một cây đàn piano cơ tại Minh Phụng Music. Từ các bước đầu tiên như xử lý bề mặt gỗ, sơn phủ, đánh bóng cho đến các bước quan trọng cuối cùng như ráp đàn, mài búa, thay chỉ, gắn phím và canh chỉnh âm thanh. Những công đoạn này không chỉ đảm bảo cho cây đàn có vẻ ngoài sáng bóng, đẹp mắt mà còn mang lại âm thanh hoàn hảo, chuẩn mực khi chơi. Mỗi chi tiết từ bàn phím đến dây đàn đều được thực hiện với sự tỉ mỉ và chính xác, thể hiện sự đam mê và tay nghề cao của đội ngũ thợ thủ công. Nếu bạn đang tìm kiếm một cây piano hoàn hảo về cả hình thức lẫn âm thanh, Minh Phụng Music là điểm đến lý tưởng cho bạn. Với hơn 100 mẫu đàn từ các thương hiệu hàng đầu như Yamaha, Kawai, Kanabe cùng nhiều thương hiệu khác, với giá cả cạnh tranh và sự tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến cho các bạn sự hài lòng tuyệt đối. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0919768606 hoặc ghé thăm các hệ thống showroom của Minh Phụng Music. Showroom 1, 347 Điện Phủ, phường 4, quận 3. Showroom 2, 98 Bành Văn Chân, phường 7 Tân Bình, và kho đàn 56-7 Tân Thứ Nhất 17, phường Tân Thứ Nhất, quận 12. Chúng tôi hy vọng đã mang đến cho các bạn cái nhìn rõ nét về quy trình sản xuất và làm mới đàn piano cơ. Hẹn gặp các bạn trong những trải nghiệm âm nhạc đầy thú vị cùng Minh Phụng Music nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.